Văn Hậu chính thức khoác áo số 15 tại đội bóng Hà Lan. Một ngày sau khi cập bến Hà Lan, Đoàn Văn Hậu chính thức vượt qua cuộc kiểm tra y tế để gia nhập câu lạc bộ SC Heerenveen. Văn Hậu sẽ khoác áo số 15 ở đội bóng mới. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Đoàn Văn Hậu đã chính thức gia nhập SC Heerenveen, đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Hậu vệ 20 tuổi này sẽ thi đấu cho câu lạc bộ Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Hà Nội FC, kèm theo điều khoản mua đứt. Đầu quân SC Heerenveen, cầu thủ Việt Nam này sẽ khoác áo đấu số 15 và nhận được mức lương lên đến 22.000 đô một tháng. Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, một trong những giải đấu lớn hàng đầu châu Âu. Tôi đang nghĩ đến cảm giác được thi đấu ở giải đấu vô địch quốc gia Hà Lan, đó là vinh dự của cá nhân tôi. Người dân Việt Nam, gia đình tôi luôn tự hào về tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không làm mọi người thất vọng. Tôi mong thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn, biết đến cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa và văn hóa Việt Nam cũng sẽ được biết đến nhiều hơn. Ngày mai, ngày 3 tháng 9, Đoàn Văn Hậu sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chanathip Songkrasin, hâm mộ Quang Hải. Trong phần trả lời phỏng vấn trước buổi tập tại sân Thammasat, tiền vệ Chanathip Songkrasin cho biết Thái Lan rất quyết tâm phục thù trận thua tại King's Cup hồi tháng 6. Đặc biệt, anh rất ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam. Từ Nhật Bản, tôi đã cổ vũ cho Thái Lan ở King's Cup. Bóng đá có thắng có thua. Trận thua Việt Nam là động lực để chúng tôi quyết tâm hơn cho trận đấu này. Điểm mạnh của Việt Nam là tinh thần đồng đội. Các bạn thi đấu rất máu lửa với quyết tâm vượt qua Thái Lan. Tôi đặc biệt ấn tượng nhất với Quang Hải, cậu ấy rất tài năng. Lâu rồi không tập trung đội tuyển nên gặp lại ban huấn luyện, đồng đội, tôi thấy rất vui. Bay từ Nhật Bản về không tốn nhiều thời gian. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi luôn chuẩn bị thể lực tốt, tích cực cho các trận quan trọng. Bản thân đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi cần có thời gian để học hỏi, hòa nhập với lối chơi của huấn luyện viên người Nhật. Điểm mạnh của người Nhật là kỷ luật. Chúng tôi rất tự tin với huấn luyện viên Nishino Akira. Thầy Park tiết lộ quân bài ra đòn chí mạng với Thái Lan. Để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ngày 5 tháng 9 tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn 24 cầu thủ mà ông ưng ý nhất. Trong đó, trên hàng tiền đạo có 5 cái tên, bao gồm Anh Đức, Tiến Linh của BKMS Bình Dương, Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai, Minh Tuấn của Quảng Nam và Công Phượng của Sinh Truyền Đền. Tuy nhiên, với 5 cái tên trên, người hâm mộ đặt câu hỏi đâu là nhân tố ích mà huấn luyện viên Park chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan. Nhìn thẳng vào 5 cái tên trên, nhiều người đưa ra ý kiến rằng với tính cẩn trọng của mình, không ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt cũ như Công Phượng và Văn Toàn cho trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan. Với Văn Toàn, anh đang có một trong những mùa giải hay nhất tại V-League. Trong một năm mà Công Phượng ra nước ngoài thi đấu, thì Văn Toàn đã bất đắc dĩ trở thành đầu tàu của Hoàng Anh Gia Lai. Sau 22 vòng đấu, Văn Toàn đã ghi được 7 bàn thắng, đang thuộc nhóm những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất. Dù không có sự ổn định ở câu lạc bộ, nhưng mỗi khi lên tuyển, dưới sự huấn luyện của thầy Park, Công Phượng luôn đạt được phong độ cao nhất của mình. Chắc chắn người ta vẫn chưa quên màn trình diễn xuất sắc của Công Phượng ở AFF Cup 2018 và đặc biệt là Asian Cup 2019, giải đấu mà Việt Nam đã trở thành một trong 8 đội mạnh nhất châu Á. Dường như nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rất rõ Công Phượng và luôn biết cách để khai thác được những tiềm năng lớn nhất từ chân sút có biệt danh là Messi Việt Nam. Sẽ không có gì bất ngờ nếu trận đấu với Thái Lan sắp tới, Công Phượng tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trên hàng công và góp phần mang về chiến thắng cho Việt Nam ngay trên đất Thái. U22 Việt Nam sẵn sàng đấu U22 Trung Quốc. Chiều hôm nay ngày 2 tháng 9, U22 Việt Nam lại tiếp tục có buổi tập tại trung tâm thể thao PVF. Ở buổi tập này, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ luyện tập với thiết bị đo nhịp tim. Trước đó, tuyển Việt Nam cùng U23 Việt Nam cũng đã làm quen với thiết bị đo nhịp tim này. Thiết bị này giúp ban huấn luyện nắm rõ được thể trạng cũng như tốc độ hay nhịp tim của từng cầu thủ. Qua đó sẽ đưa ra được chiến lược tập luyện cho phù hợp nhất với các cầu thủ, từ đó tối ưu khả năng của mỗi cá nhân và cùng lúc giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ luyện tập tới hết ngày 4 tháng 9 tại trung tâm thể thao PVF. Sau đó vào ngày 5 tháng 9 sẽ di chuyển sang Trung Quốc chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển U22 của nước này.